Seagull. 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 Very good. Rồi, bởi vì An biết viết cách viết letter S rồi, cho nên cô không có mở clip cho An coi nữa ha. Con biết viết rồi đúng không? Viết như số 8 gì đó. Thế nào? Đó, vậy đó. Vậy là xong rồi. New vocabularies. Mình chuyển sang tới phần từ vựng nha. Sun. Sun. Hồi nãy cô nói là gì nào? Sun. Đúng rồi, sun là gì? Sun là ông. Ông mặt gì? Ông mặt trời. Ông mặt trời. Em có biết hát bài hát là gì ông mặt trời không? Hát cho cô nghe đi. Yeah. Rồi, hát 2, 3. Có biết không? Em có học bài hát này trong trường á mà liên quan tới ông mặt trời không con? Chưa hả? Ông mặt trời lấp lánh tỏa nắng hai mẹ con. Rồi, chữ tiếp theo nha. An ơi. Dạ. Sì. Sì là cái gì con? Sì là biển. Em có đi tắm biển chưa? Rồi, vậy sì là biển nha. Tiếp theo. Sky. Sky là gì? Hồi nãy cô có nói rồi đó. Bầu trời, đúng rồi. Sun, sea và sky. Sun, sea, sky. Sun, sea, sky. Sun, sea, sky. Sky, sea, sun. Sky, sea, sun. Sun, sea, sky. Sun, sea, sky. Sun, sea, sky. Sky, sea, sun. Tiếp theo, con thuyền là... Con thuyền đọc giống như con cừu á. Ship. Đúng rồi, váy. Váy của The Younger Sister mà. Younger Sister. Younger Sister là em có mặc váy. Thì váy là skirt. 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 Váy á là skirt. Skirt. Rồi cái con cuối cùng là con gì vậy An? Con thấy không? Con cuối cùng con đen đen này là con gì vậy? Con nhện tiếng Anh là chip. Skirt. Spider. Spider. À, vậy đố An nha. An có coi phim người nhện không? Chưa coi nữa. Gì hả? Người nhện là gì? Spider-Man. Spider-Man. Spider là nhện, còn man là người, gáp lại người nhện là Spider-Man. Ông đó, ông biết búng tơ á, búng tơ ông leo lên tuốt trên nóc nhà luôn. Nhà cao tầng mấy chục tầng luôn. Spider-Man. Sao con? Đứa tơ của cô Phong. Ồ, vậy là con phải trở thành Spider-Man con mới có tơ được. Spider-Man. Vậy là sau này An sẽ trở thành An Spider-Man, đúng không? An Spider-Man. Rồi. Con chưa nghĩ ra nữa. Rồi, bây giờ tới câu mà Are you afraid of spider? An có sợ nhện không? Mình có afraid đó, of là sợ. Nó không sợ nhện. Yes, I am. Hay là no, I am not. No, I am. No, I am not. No, I am not. Em hỏi cô là cô có sợ nhện không đi bằng tiếng Anh? Hỏi chữ nào? Are you afraid of? Are you afraid of spiders? Lặp lại theo cô đi. Are you afraid of spiders? Are you? Afraid of spider. Rồi, cô trả lời là yes I am. Cô sợ lắm. Yes I am. Yes I am.
Are you afraid of spiders, Anne? Are you afraid of spiders? Con có sợ nhện không? No. No, I am not. No, I am not. No, I am not. No, I am not. Đúng rồi. Tiếp theo. Are you afraid of monkey? Are you afraid of monkey? Cô đừng có hỏi con ông đấy nha. Cô đang hỏi con monkey. Con có sợ con monkey không? Yes, I am. Hay là no, I am not? No, I am not. Oh, are you afraid of bee? Are you afraid of bee? Bee là con gì? Con gì mà chích vô cái? Ui da, đau quá. Con gì? Ông. Ông. Có sợ ông không? Yes, I am. Hay là no, I am not? Con, yes, I am. Okay. Tiếp theo, are you afraid of snakes? Snakes. Snack là con gì? Rắn. Đúng rồi, con có sợ không? No, I am. Not. Not, đúng rồi. Are you afraid of worm? Worm là con sâu. Worm. Are you afraid of worm? Yes or no? Yes or no? No. No, I am not. Hay là yes, I am. No, I am not. Hay là yes, I am. No, I am not. No, I am not. Very good. Rồi, cho cô tiếp theo. Are you afraid of crocodile? Crocodile. Alo. Are you afraid of crocodile? No, I am. Rồi, em chuẩn bị xuống này. No, I am not. Rồi, tiếp theo. Are you afraid of eagle? Để đi, nó có đây không? Không. Are you afraid of eagle? Eagle, eagle là con đại bàng. Eagle. Yes, yes, yes. Yes, I am. Yes, I am. No, I am not. No, I am not. Đố ai con đại bàng xuất hiện trong câu chuyện cổ tích gì? An, An có từng nghe câu chuyện cổ tích Thạch Sanh Lý Thông chưa? Cô ơi, sao con? Vậy nên lúc mình cũng có đại bàng á. Có chứ. Trong câu chuyện Thạch Sanh Lý Thông á, có con đại bàng gấp công chúa đi á, con có từng nghe câu chuyện đó chưa? Chưa nữa. Chưa hả? Có gì kêu mẹ kể câu chuyện Thạch Sanh Lý Thông cho con nghe ha. Thạch Sanh Lý Thông. Rồi Thạch Sanh Lý Thông là cái thông ngoan em á. Thạch Sanh Lý Thông, Thạch Sanh là nhân vật tốt, Lý Thông là nhân vật ác. Người xấu, Thạch Sanh là người tốt, Lý Thông là người xấu. Em muốn trở thành người tốt hay là người xấu? Con nghĩ là người xấu. Người tốt. Người tốt, rồi, đúng rồi, mình phải làm người tốt chứ đúng không? Mình phải làm good person. Good person. Chị bán xuống nước, bán xuống nước. Good person. Cô cũng muốn làm người tốt luôn. I want to be a good person. Rồi, bây giờ cô đố An. Bắn xuống nước, bắn xuống nước. Bắn xuống nước. Nước là gì? Water. Water. Cô có nước nè, con uống không? Ừ, con có nước rồi. Con, nè, con cũng có nước con, nè. Con có cả nguyên một thùng luôn. Đã khác quá. Ôi con có nguyên một thùng luôn á. Ok. Giỏi. Bây giờ An đọc lại tên của những con vật này cho cô được không? Monkey.
Tiếp. Con chỉ nhớ hai cái thôi. B, con ong là B. B. Con rắn là snack. Snack. Rồi tới con cá sấu là crocodile. Crocodile. Đọc theo cô đi. Crocodile. Rồi con sâu là worm. Worm. Con nhện là spider. Spider. Rồi con nhớ chưa? Đúng rồi, Spider-Man là người nhện, còn con nhện là spider. Thêm chữ người vào là thành người nhện, Spider-Man ha. Rồi, tiếp theo mình tới chơi game rồi nè, em có thích không? Thấy mình game gì giống được. Cũng không biết nữa. Tôi cũng không biết game gì nữa. Bây giờ mới coi thử có game gì nha. Con muốn chơi game gì? Con mở ra đây là game gì? Nhưng mà trước khi chơi mình phải vượt qua được cái vòng này. Nhớ không? Mỗi lần mình chơi game là mình vượt qua cái vòng này. Thôi được, chị chiến thắng vòng này. Đúng rồi, mặt trời là gì nè? Sky hay là sun? Sky là sai rồi. Sky là bầu trời. Sun mới là mặt trời. Đúng rồi. Tiếp theo, có bao nhiêu cái váy? How many? Có bao nhiêu? Số mấy? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Số mấy? Mấy cái? 6. Váy là skirt. There are 6 skirts. Mà con chọn bên nào? Có viết hoa hay là không viết hoa chữ S? Đúng rồi, viết thường. Giỏi. Tiếp theo, con là con gì? Con này là con gì? Spider-Man là người nhện. Còn con này là con nhện thôi, chứ nó không phải là người nhện. Con nhện thì mình bỏ chữ man ra, mình còn chữ gì? Spider. Spider là bên trái hay bên phải? Bên trái. Đúng rồi, giỏi. Tiếp theo, biển là sky hay là sea? Bên phải. Phải, sea, quá giỏi luôn. Rồi, giờ mình chơi game nha. Rồi, đợi coi chút xíu ha, bắt đầu mình chơi game nè. Okay, please wait for me some minutes. Hai người dân thật là buồn biết mấy nhưng lại không thể nói xa. Cuộc đời lắm khó khăn, sao cứ mãi vấn vương, để lại trong tôi tổn thương riêng mình. An ơi, con thấy màn hình của cô chưa? Chưa, rồi. Thấy chưa? Rồi. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ chơi game nha. Mà không biết chơi game gì nữa. Chơi game câu cá. Fishing game. Bắt đầu, con đầu tiên. Câu con đầu tiên trả lời đúng mấy câu được con đầu tiên nha. Đi. Đi hay si? Si. Si, ok. Sand castle là lâu đài cát. Yeah. Sand castle. Rồi, tiếp theo. Bánh gì đây? Burger. Bánh hamburger.
Bánh hamburger là hình tròn, cái này hình vuông mà. Square. Đúng rồi. Sandwich. Sandwich. Vậy là ai? Ai không đúng, phải là đi. Yeah. Đó. Tiếp theo. Vậy là B. What is this? Trái gì đây? Strawberry. Strawberry. C là blueberry, không phải strawberry. Strawberry là ai á? Yeah. Đó, tiếp theo. Cái gì đây? Siêu thị. Siêu thị. Em có đi siêu thị không? Con đi nhóc lần rồi. Con đi nhóc lần luôn rồi hả? Vậy cho cô biết siêu thị là gì? Con cũng quên rồi. Supermarket. Ai là chợ thôi, còn đi là supermarket. Yeah. À, supermarket. Tiếp theo. Supermarket. Con thuyền. Con tàu. Chưa chủ nhà. Oh, yeah. Giỏi quá, sao con biết vậy? Ship đúng không? Đúng rồi. Tiếp theo. Cái gì đây? Hai cái lận nha. Hai cái lận. A, B. A hay B? A, B. A là gì? A là sinh và C đúng không? Cái này đâu phải C đâu. A và yeah, A và B. Có nói A và B á. Ý là hai cái hình này nè, hai cái hình này là mặt trời là gì? Mặt trời là sun. Sun. Bầu trời là đi. Đúng rồi, đi. Yeah. Ủa C chứ, sun and sky là C mới đúng nha. Còn câu đi là sky and sea rồi là bị sai rồi, câu C mới đúng. Tiếp theo, váy, váy và con nhỏ. Ôi, mấy cái rồi con, mấy cái vậy? 10 cái, 10. 1, 2, 3, 4, 5. À, 6, 6, 6 cái ha. Ý còn hỏi là mấy cái váy không? 6 cái váy. Váy là chữ gì? Sếp. Là chữ gì? Six, seven, eight, nine, ten. A, B, C, or D? A. A. A là sai rồi đó. Skirt and B. C là sai rồi. B. B. B là spider and by spider and skirt. Đúng không? Con nhìn C. Con nhìn C. Con có mấy con nhện, có mấy con spider? C. Một con đúng không? Vậy thì skirt mình phải thêm s vào, cái nào số nhiều mình thêm s nha. Nè, skirt, con nhìn câu đi xem. Skirt này, 6 cái là người ta thêm s vào. Một con nhện người ta không thêm s nào. Yeah. Nên đi là đáp án chính xác. À, game kết thúc rồi. Hẹn gặp lại em vào bữa sau nha. Bye, see you again, and goodbye. Khoan, trước khi tạm biệt, An cho cô biết em gái là gì? Em gái, đây là em gái của con. Giới thiệu cho cô nghe. Younger sister, đúng rồi. Bye, An nha. An chào tạm biệt cô đi. Bye, em đang mất tiếng rồi.